chiều ngày 7 tháng 8 tại phòng trà Quy thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Việt Nam Today 2014 lần đầu tiên. Khác với những cuộc thi nhan sắc đã tổ chức gần đây, đây là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt thế hệ mới nhằm tôn vinh vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại của phụ nữ Việt Nam ngày nay. Đại diện ban tổ chức cuộc thi Miss Việt Nam cho biết, để đạt được vương miện cao nhất của cuộc thi, ngoài vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, các thí sinh phải thể hiện được sự năng động và nét đẹp tâm hồn của mình, Thí sinh đoạt giải cao nhất trong cuộc thi sẽ trở thành gương mặt đại diện cho Việt net quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và đặc biệt sẽ được công ty cổ phần dịch vụ giải trí Việt Beauty đào tạo để tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn cấp quốc gia. Thí sinh có thể tham gia cuộc thi bằng hình thức gửi bộ ảnh dự thi về công ty Việt Beauty theo địa chỉ số 101 Baxter quận nhất thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi về địa chỉ email missa+vietnamtoday.net hoặc gửi trực tiếp trên website chính thức của cuộc thi miss.vietnamtoday.net. Ba giám khảo của Miss Việt Nam Today gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia sắc đẹp Mã Đào Ngọc Bích, nhiếp ảnh gia Lý Minh Phú, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Triệu Thị Hà. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tranh tài của 20 thí sinh xuất sắc nhất. Hy vọng cuộc thi này sẽ mang đến những nhân tố mới đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam đương đại trong kỷ nguyên mới.